Hello mọi người nha, hôm nay mình giới thiệu cách mở khóa tốc độ trong và mở khóa tốc độ ngoài. Trường hợp mà giả sử như mà mình muốn chỉnh tốc độ ngoài là mình bấm dấu cộng nè, dấu cộng là 3400. Giả sử mình muốn tăng lên thì mình thường thường á, cái bo này là tốc độ tới 5000, tại vì mình khóa ở trong còn có 4500 Giả sử như mà mình muốn hạ xuống thì mình bấm dấu trừ nè, bấm dấu trừ là hạ xuống đó. Còn mà giả sử ở đây là chỉnh lúc mà trong, mình nhớ nhấn nút S nè đó. Trường hợp mà cái hình cây kim này có tác dụng là gì? Cái kim này có tác dụng là lúc mà nhấn gót á, kim gắm xuống hoặc dở lên. Giả sử như mà mình muốn cho kim gắm xuống á, lúc mà chạy mà cho kim gắm xuống thì mình bấm vô chữ B này nè. Bấm vô chữ B này, nó hiện lúc màu vàng là lúc mà đang mai là kim gắm xuống. Nghĩa là đang mai lúc mà nhấn gót là kim không giật lên á, là cắm xuống. Còn mà mình muốn cho lúc mà chạy đầu ga mà cho kim cho nó giật lên á, là mình bấm thêm một chữ B nữa là nút màu xanh này đó. Còn mà trường hợp mà chỉnh mà khóa tốc độ trong á, là bắt buộc mình phải mở mật khẩu nó đó. Bắt buộc mình phải mở đó. Trường hợp đó là mình vừa đè nút B và nút trừ nè, đè nút B nút trừ cùng lúc nè mà. Đó, nó sẽ nhảy ra số 00010, 4 con số 0 này đó. Cái mã mật khẩu của nó là 2013 đó, 2 0 nè. Mình bấm số 2 xong phải không, tới mình bấm nút B cái nữa là nhảy qua số bên đây đó, bấm lên 2013 nha đó. Số 0 nè, mình muốn chuyển qua con bên đây mình bấm nút B nữa đó. Rồi bấm số 1 nè đó. Rồi giả sử như mình chuyển qua đây là bấm nút B nè đó. Đó. Xong là mình bấm nút S nè đó. Nút S là nó sẽ nhảy ra số chương trình đó. Nếu mà khóa tốc độ trong là chương trình của nó là 01 nha đó. Bắt đầu mình vô mình bấm dấu cộng này, để sẽ nhảy ra 01 đó, 01, và lúc đó mình mới nhấn 01 nè, lúc đó nhấn chữ B nè đó, nhấn chữ B là nó sẽ ra 4500. Thường tốc độ của nó là tới 5003 là hết, thì mình hạ nó xuống tầm cỡ còn 3000 thôi, hạ xuống tầm cỡ 3000 thôi. Rồi lúc đó mình nhấn lưu nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ chở ra bên ngoài, lúc đó mình sẽ chở ra bên ngoài. Rồi mình kiểm tra nè, hiện tại giờ có 3000 à. Rồi lúc đó mình chở ra ngoài, mình kiểm tra, mình bấm dấu cộng nè. Rồi giả sử như hiện tại mới nãy mà mình khóa trong là còn có 3000 à. Đó, còn có 3000 thì bắt buộc phải mở lại. Giả sử muốn cho lên 4000, bấm nút B và nút trừ. B và trừ nha, B và trừ cùng một lúc nha mọi người. Nút B và nút trừ đó, hãy nhẹ sẽ nhảy số ra. Rồi lúc đó bấm lên 2013. Bấm nút S nè, cho nhảy ra tới chương trình, mình vô 01 đó, mình vô 01, bấm nút B. Muốn tăng nó lên này, cho lên tầm mấy ngàn thì tùy theo ý của mình dịch. Còn cho 3400 thôi, 3400 mình bấm nút S là lưu đó. Còn mà giả sử mà chạy mà cam nó chỉ nó quấn vô cam á, mà mình muốn chỉnh cho chạy ngược lại cho tháo cam dễ á, là vô chương trình 02 nha mọi người. Nhớ nhấn B nè, trừ nè đó, 2
không? 13 và nhấn nút hết đó đó. Chương trình 02 này nè, nhớ cái chương trình 02 này là nó chạy lúc mà chỉ cam bình thường chạy mình chỉnh cam sớm nó bị quấn vô cam, mà mình muốn cho nó chạy ngược lại với tháo cho mau á là vô chương trình 02 nè, 02 mình bấm vô chữ B nè đó, nó sẽ một mình, nếu mình tắt đi á, nếu mình tắt đi là sẽ chạy ngược, mà mình cộng nó lên số 1 là nó sẽ chạy như giống như ban đầu đó. Rồi nhớ xong mình bấm là mình lưu nó quét nè đó. Còn bên trên đây là BS, còn S này giả sử như hiện tại mà có bóng đèn này màu xanh đang cháy nghĩa là đèn đang cháy, còn mà mình tắt ở trong máy này là đèn nó không bao giờ cháy đâu đó. Rồi chúc mọi người thành công nha.